see. Hi, xin chào mọi người. Mình là Raymond. Mình làm cho công ty Nugenesis được mấy năm nay. Nên là bữa nay mình chia sẻ thêm những kinh nghiệm về deep cho các bạn. Những bạn nào hay bị trường hợp mà thấp khúc không bóng hay là bị nước bị mẻ vậy đó. Thì các bạn theo dõi video này nhé. Còn là có comment gì thì cứ comment xuống dưới, và mình sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình. Ok, bạn lại chút nha. Ok. Các bạn ơi, bữa nay cô này cô chọn cái màu, cái đem cái hình tới cũng màu tương đối cũng là dễ làm, cho nên sẵn tiền này về mình chia sẻ thêm mấy chút kinh nghiệm cho anh chị. Bóng giữa có hình với anh chị. Các bạn không thấy thì nói cho mình biết nha, để cho mình sửa cái video lại. Ok, như thường lệ mình bỏ số 1 trước khi clip nha mọi người. Rồi. Các bạn share giùm mình cái video này nhé, nếu mà các bạn thấy tiện. Thì mình chuẩn bị làm cái ombre màu NU60 với cái màu NU57. Thì cái cô khách này cô chọn, cô đem tới tấm hình thì mình chọn mấy cái màu này cho cổ. Ok, hôm nay mình làm thì như thường lệ mình bỏ cái crystal clear ngay cái móng này nha các bạn. Một lần ngang như thân mình díp vô. Rồi sau đó thì mình díp có khoảng 90% móng. Quét bay treo cho đều nha. Đó, bây giờ mình có cái foundation trước tiên. Rồi xong. Rồi mình bỏ đây nhé. Bỏ ít thôi, không cần nhiều quá. Cho nó vừa cái khoảng mà cái nail tip, cái mà phao tay người ta được này. Nó hơi bị cộm lên thì mình nó không dũa xuống chứ không làm gì. Ok, búng nha. Rồi quét đều tay. Các bạn có thắc mắc thì cứ comment ở dưới, thì mình sẽ chia sẻ thêm chút kinh nghiệm cho các bạn. Thì thường thì các bạn cũng biết là mình làm mà cho hãng Nugenesis cũng nhiều năm nay, thì hãng cũng có hướng dẫn mình làm hoặc là training mình làm với kinh nghiệm về deep. Thì đi nhiều nơi học thêm nhiều chỗ với các bạn đồng nghiệp thì mình có thêm một cái chút kinh nghiệm về deeping. Cho nên chia sẻ thêm cho các bạn nào mà chưa rành về deep hay là đã deeping qua rồi.
mà vẫn còn sơ sót, hoặc là mình gặp nhiều cái trường hợp mà nó không như ý muốn của mình đó, thì các bạn cứ comment vô mình biết thì mình sẽ chia sẻ thêm. Nếu mà không thấy tay nói giùm mày mình nhé, để mình bỏ cho nó thấy nó rõ hơn. Nhớ deep crystal clear nha anh chị. Khi mình deep một lần thì cái crystal clear nó ướt thì mình quét cái bay treo liền á, thì nó liền, thì nó mềm, mà liền, nó còn mềm á khi mình quét nó đều hơn. Nó cái crystal clear đó, nó nằm liền theo cái mình quét theo cái tay này, nó liền với cái móng luôn á, nó không có bị động cọng. Khô rồi mình đếp khô rồi bắt đầu cái nó mình kéo nó không có được, nó không đi liền giống như mình muốn nữa. Rồi xong thấy không, bạn thấy không, liền cái móng luôn á. Cái móng này thì mình con này thì cô ấy cũng muốn dài, còn muốn cái có pin xếp thì mình nhổ theo cái ý khách thôi. Mỗi ngày thì mình làm cũng vẫn vậy đó, thường móng dài thì những nếp như thường ba hoặc bốn lót thôi, nó cũng không bị gãy nữa, cho nên nó cũng đỡ lắm. Một lần thì mình làm bọt nhiều, nhưng mà giờ sau này thì mình không có làm bộ, nó làm nếp nhiều, cũng có làm bộ ít lắm. Xong mình trước khi đến mình phủ bụi sạch cái móng tay trước nha các bạn. Ok, bắt đầu nè, mình đếp cái ôm quay với mình vừa đếp cho mình vừa gắt nhé. Mình chia sẻ thêm một cái tip cho khách mà khi mà làm ombre với mình không có bị, không có làm nhiều cái step lắm, nhưng mà nó ra ombre vẫn dễ cho mình trong cái nail salon style mỗi ngày, nó vừa nhanh mà nó vừa dễ nữa. Thì các anh chị cũng coi qua giờ tip nhiều rồi, cũng có người gắt, còn có người điếp, còn cũng có người lấy cọ quét 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 đủ thứ kiểu hết trơn. Thì lần nào do vậy mình cũng ít chia sẻ, bữa nay hôm nay chia sẻ lên chia sẻ thêm một tí, thì những cái màu nhạt như thế này thì mình chọn cho nó chừng chừng gần giống với nhau thì mình làm bông bay nó dễ hơn. Thì tại sao mà làm bay mình nói là vừa vừa gắt và vừa điếc, thì ở đầu móng thì bay mình điếc, còn ở trên là bay mình gắt, cho nên nó mới nói là vừa gắt vừa đẹp. Ok, rồi bây giờ mình tiếp tục mình đếp lên 90% móng nha, mình quét treo cho đều nha các bạn, đừng để khô treo quá. Ok, gọi đầu cái mình lấy cái màu nhạt ở trên vừa thôi, mình gắt ở trên móng như này vừa thôi, thì vừa gắt vừa búng nó xíu nhé, gắt cho nó mà gắt xíu thôi, rồi gắt lắng xuống đầu móng chút xíu. Cái màu này anh chị cứ nếp thôi, nếp từ từ lên. Gà thì các bạn thấy gà không đây không, đây là một lớp, lớp thứ hai thì nó càng đậm hơn. Rồi cứ tiếp tục, đó là cái mà mình muốn nói, đó là vừa gắt mà vừa nếp ông vậy, nó nhanh mà nó dễ nữa. Thì con này cũng chọn cái màu cũng là tương đối, thì mình chọn ấy thôi. Rồi quét đều treo nha các bạn, 90% móng, mình quét cho nó ướt vậy đó, khi mình gắt bột quá thì nó lấy cái bột nó nhiều hơn.
Ok, rồi các bạn cứ gắt gì đi, gắt đại nó xuống, không có cần phải chỗ này chỗ kia, hay là không có cần mà kỹ thuật gì hết trơn á, các bạn cứ gắt đại xuống rồi. Rồi xong các bạn điếp cái đầu móng điếp lên. Điếp từ từ lên. Rồi. Các bạn thấy không? Nó ra cái ông bay đúng không? Không mất quá nhiều step nữa. Tiếp theo mình đếm 90% nhé. Ai có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment nhé, và mình sẽ trả lời. Mình gắn quét cái bay che cho nó đều quá, đừng có để cho nó chỗ nào nhiều quá, mà cũng đừng có chỗ mà ít quá, thì khi mình gắt bột lên nó không có được đều. Nhiều khi chỗ nhiều quá thì nó u lên, ở chỗ ít bay treo quá thì nó bị thiếu bột, thì các bạn cứ gắt lại vậy thôi. Rồi, xong dưới là món thì tiếp từ từ lên, mình gắn làm sao đừng có đùng bột quá nha, thôi nó điếp dồn nó quá nó đùng bột. Đó, gà. Gà mời nhé. Ok, mình trở lại. Trở lại thì mình dếp cái này 100% móng luôn nha. Các bạn nhớ quét cho nó đều bay treo vậy nè. Khi mà gần tới đầu móng các bạn đè cái cọ xuống cho nó xè ra, để cho có nó cái khuôn tròn, nó cũng vừa tới cái phao tay người ta, thì mà không có bị mà chỗ này thiếu chỗ kia dư. Rồi bắt đầu mình gắt lại, vừa gắt thì bún gắt lại thôi, không cần phải kỹ thuật cầu kỳ màu mè gì hết á, nó không quá nhiều step đâu. Rồi xong mình để biết là móng lên. Đó. Mấy bạn thấy gà ông rồi à? Plan good luôn á. Rồi xong. Mình quét tiếp tục. Còn cái con này thì cô muốn làm cái nail style bình thường thôi với cái ombre. Rồi, đắt đắt cho nó sắp vào điểm lên các bạn. Muốn nếu mà thấy hơi đồng bộ thì các bạn hãy lắc cái hũ lên, đè lên hũ lên, hũ đặt lên đặt xuống thì cái sót của một mình dễ tiếp hơn. Rồi tiếp tục mình quét nhé. Cái này là móng dài nhé. Từ ngày thì quay mình rất là có nhiều khách làm như thế này, thì mỗi ngày mà làm như thế này đó là một hơi mệt lắm, nhưng mà từ ngày làm tiếp thì sẽ cảm thấy khỏe. Mình học hỏi thêm đó thì được chút kinh nghiệm thì làm mỗi ngày nó càng khỏe càng nhanh thôi. Cho mình với bộ móng mà như thế này làm được 45 phút là xong rồi. Rồi cái đĩa nhé, nó là gì gắt cho đĩa đó, nó ra ông bay này, thấy không? Rồi mình tiếp tục. Xong cái này lớp thứ hai là gần cái cuticle thì các bạn đè cái cọ xuống cho nó tròn, cái cuticle mình dễ quét hơn. Rồi sau mình gắt lại đó. Lại đâu không cần rồi. Có một cái chân như cái vô xét chuẩn bị vô mình ra cái ra ngoài nha chị. Rồi, xong đến đó các bạn thấy gom bay không? Không thấy gõ thì cho mình biết nhé. Cái ga đẹp luôn á, thấy không?
Rồi xong thì cái này thì mình liếp thêm một lớp nữa nhé, tại bóng dài như mình liếp cho 3 lớp nó mới thấy được cái tay được đi 2 tuần trở lại thì nó không có bị gãy. Nhưng mà khi các bạn liếp á, nhiều người hỏi với mình là sao hay bị gãy, là tại vì các bạn liếp nó không có được chín bột lắm, cho nên á khi mà còn nó còn khô bột quá cho nên nó dễ gãy lắm, dễ nứt dễ gãy lắm. Thì các bạn chịu khó lấy đủ cái bay treo á, đủ cái bay treo mình liếp bột để được chín bột nhiều hơn thì nó có sự ẩm ướt, nó có sự đàn hồi thì dĩ nhiên là nó được last long hơn phải không? Cho mình khi mình điếp thì cố gắng mình quét cái bay treo này, quét ngọn đây không? Cái bay treo này cho nó nhiều chút nhưng mà đừng cũng đừng có nhiều quá, nhiều quá thì nó bị đụng bột, nhiều khi mình bỏ cái số 3 nó không khô nữa, nó khô nó chậm nữa. Rồi cứ gắn lại lên đã xong rồi, mình ở dưới mình điếp lên như vậy các bạn, dễ dàng phải không? Rồi xong con này có lấy muốn hơi dài cho nó lại đọc cho vọt. Các bạn nào mà không thấy cho quay mình biết nha, để mình xích cái tay họ luôn, cô ấy luôn. Rồi xong nhận gắt đại lên cứ gắt đại lên thôi. Rồi xong các bạn đi xuống đó, bây giờ thì bây mình dùng cái kỹ thuật này có nghĩa là bây giờ vừa gắt vừa điếp đúng không? Xong rồi các bạn bỏ cái số 3 lên nhé, làm một bàn trước mình bỏ số 3 cho nó, rồi mình háo qua cái bàn bên kia làm. Thì trong khi mình vừa xong cái bàn bên kia thì bên đây thì nó khô rồi, thì mình rửa liền cho mình không cần phải chờ, cho nên nó không có mất bao nhiêu thời gian của mình. Bỏ cũng vừa thôi nha các bạn, mình đừng bỏ số 3 nhiều quá nhiều khi nó cũng dễ gãy nữa. Rồi xong bây giờ cái móng đây đấy. Ok thì làm theo cái phương pháp giống mới nãy với mình là 90% móng, vừa đủ treo nha các bạn. Thôi là mình gắt rồi, để hạ cái tay xuống 95 độ như này, 90 độ như này, mình gắt lại lên thôi, không cần phải cầu kỳ gì hết. Đó, rồi xong rồi mình điếp với đâu mình móng điếp lên nha các bạn nhé, điếp như thế này đó. Rồi điếp ra mình có được không? Rất là dễ nữa, ai làm cũng được hết, khỏi phải cầu kỳ hết. Làm cái cách này thì các bạn cứ dũa thoải mái luôn, không có sợ phải bay bột, không có sợ phải mất bột, tại mỗi lớp nó đều ăn xuống rồi đúng không? Thì mình dũa cái nào cũng đâu bay đâu. À, vừa gắt vừa bún như này các bạn thấy hay thì nhớ share video cho mình nhé. Rồi các bạn biết lên đúng rồi, dạ em lên thôi. Thì cái bột màu hồng này ở đây á, nó ăn dưới đầu bóng ở trên đây từ từ nó phlen ra, nó trở thành cái bông bay, nó tạo thành cái bông bay. Bông bay mà nó đẹp luôn, ở ngoài nhìn rất là đẹp, ở trong video thì không biết sao mà ở ngoài rất là đẹp luôn á. Bye bye. Rồi xong. Cô này thì cổ muốn chọn theo cái ý của cổ.
cũng muốn con bộ tai giống như có nó nhiều màu sắc hơn, thì cổ hay cổ chọn cái ngón màu này ngón tay kia, thì cái này mình làm cho cái khách như cái màu thì màu cổ đưa ra thì nó không biết cái chọn màu á, thì kêu mình làm hôm đó cái nó không ra nó mất công mình thêm nữa. Các bạn nhận quét 90% móng nhớ đủ treo nha các bạn. Rồi gắt lên gắt đại thôi, bỏ ngón tay 90 độ mình gắt lại xuống vậy nè, nó có như bột cho rồi cho nó bỏ một tiếp đếm đó tiếp lên thôi đó. Đủ bụi liền nha, nhỏ nhẹ thôi đó, mình chỉ rồi, tiếp tục mình đếm nó chơi sơn trên treo trên đây. Cũng hơi dài thì nó hơi khó đếp một tí xíu, nhưng mà mình vẫn đếp được. Rồi ok trở lại. Cái này cái lớp thứ hai nha mấy bạn. Nhớ quét cái điều treo. Thường làm trong tiệm mình quét như thế này nè, mình qua mình quét gán quét không phải cho nó điều bay treo á. Thì mình chạy sơ rồi mình bóp phờ đó là. Bóp phờ cho nó láng thì mình quét cái thấp khúc nó bóng rồi, nhanh lắm. Nãy giờ bây mình làm cái cũng biết 15-20 phút thì chưa, nhưng cũng gần thấy xong rồi đúng không? Không có bao lâu hết trơn. Thì mình có được vài chục đô cái bộ này nè. Rồi, đếm lại. Rất là nhanh luôn. Đó, xong, thấy không? Dạ. Gà đẹp luôn nhé. Rồi, sao? Mình cứ tiếp tục làm. Rất đều lên. Chị cứ gắt gắt đại thôi, hai bên hông vừa gắt là vừa mình búng đó, nó bay bột cho nó đều chút xíu. Rồi phần dưới thì mình tiếp tục mình đếp nó lên từ từ chứ các bạn cứ đếp từ từ lấn lên chút xíu trên vậy đó, để cho nó ăn đủ thấm bột thì nó ra ôm quay rất là đẹp. Những cái màu của nuôi chen thì mình có rất là cái nhiều màu để mình chọn làm ôm quay, nó ra nó dễ đó. Rồi. Tiếp tục mình đếm con này. Xong con này thì họ thường làm ở đây thì bây mình hay recommend cho khách làm cái nail design đơn giản mà nó nhìn nó đẹp, nó làm được rồi. Khách ở đây rất là thích như vậy. Thì lúc nào mình nghĩ cái những cái gì mà ra nó vừa nhanh vừa dễ làm, nó đúng với cái sở trường cái bột điếp thì mình hay recommend cho khách. Cho nên là không có nhiều cầu kỳ quá, không có tốn nhiều thời gian quá để cho mình làm. Ngắn thời gian, nhanh gọn đẹp mà nó lại có nhiều tiền nữa. Rồi, các cái điếp nhé. Điếp là các bạn thấy nó len cái màu không? Các bạn thấy gọ không, gọ nói với mình nhé. Rồi xong. Cho anh lại mình điếp lần thứ hai thì mình điếp 100% móng dùm. Móng dài thì các bạn nên đếp từ từ nha, đừng có chọt cho cái một nó bị đùng cái đầu móng đó, tại vì cái này nó hơi bị dài quá đi. Rồi tiếp tục mình đếp lần thứ ba, mình vẫn làm theo cái phương pháp ở nãy thôi. Cắt một đó, cắt đại lên nhé, cắt vừa dậm dậm vừa búng búng. Cái gà của bay. Thấy không? Nơi thứ ba là nó rất là đẹp đúng không?
thì mình nghĩ chắc có nhiều bạn muốn dạy, hỏi sẽ món dày như thế này mình tiếp có ba nước nó có đủ dày hay không á, thì mình nghĩ nếu mà mình điếp mà đủ chín bột á thì nó sẽ đủ dày cái móng. Tại vì các bạn nhớ là hồi đó mình làm cái acrylic đi, mình đắp bột lên á thì một hồi khi mà khô lại cái bột nó nở ra có đúng không, thì cái bột bước điếp này nó cũng gần tương đương như vậy đó. Khi mình điếp mình đủ nước đủ chín bột, khi mà khô lại á thì cái bột nó còn nở ra, các bạn ý các bạn sẽ thấy nha. Tại mình đó điếp một lớp bay hoặc hai lớp bay thì nó đã có protect cái móng rồi rồi. Khi mình điếp ba lớp bột nó thì cái móng dày thế này thì nó cũng đủ dày nè. Còn đừng điếp dày quá mất công mình chạy xuống nó lâu thêm chứ không làm được gì hết, không giúp được gì hết. Rồi. Rồi, cứ gắt nha, gắt lại nha các bạn. Gắt lại xuống. Rồi mình chỉ là móng lên. Xong phủ bụi nhẹ qua đi. Rồi. Đi đụng cái đầu móng á, móng ngắn thì mình dễ làm hơn, còn móng dài thì mình dùng chỉ thực tế xíu thì nó ok. Ok, còn xong á thì thường thường á có nhiều bạn xài crystal clear để khô vòi cái màu, nhưng mà từ xưa giờ mấy mình tiếp á thì mấy mình không có cần biết cái crystal clear lên trên gì hay không có sợ bay màu hay là theo màu gì chứ, tại vì giống vậy nó không có theo cái màu, không có bay cái màu gì hết, cho nên mấy mình không có cần. Mấy mình chỉ dùng crystal clear cover khi mà mình dip cái pin ngàn quay thôi, thì mình cover lại thì nó cho nó đẹp cái nail tay hơn. Còn cái màu thì mấy mình từ xưa giờ mình không có cần dùng cái crystal cover để sợ cái màu nó bay gì hết, tại vì giống vậy nó không có bay. Rồi tiếp tục thì mình bỏ cái crystal mình bỏ cái chai số 3 cho nó cứng bóng lên nha anh chị. Thì bây giờ mình điếp xong cái tay này thì cái tay kia mới nãy mình bỏ cái nước số 3 thì nó vừa đủ khô rồi, thì mình quay ngang mình rửa luôn đúng không, thì không có nhiều thời gian hết đó các bạn coi nhé. Chỉ có những cái bột dễ điếp như thế này thì mình điếp được cái con tay gọn gàng thôi, còn bột khó điếp thì mình hơi mình làm những chuyện nó cũng hơi không có được gọn lắm đâu, nhiều khi nó còn bị đùng. Rồi tay này mới nãy nên mình bỏ số 3 thì khi trở lại mình rửa liền, mình không có bị gián đoạn cho làm cách nó nhanh nữa. Các bạn thấy khô rồi không, thì nếu mà mình rửa thì biết khô phải không. Bây giờ mình rửa mình lấy xếp lại thì nó không có cái trường hợp mà màu không khô hay là gì hết đó nha. Giờ mình lấy xếp lại cho nó đều móng rồi mình chạy sơ thôi. Trời ơi. Thank you.
cái phao tài này cho nó lại. Mình không thỏa mãn mình vừa đúng không? Chào bạn hữu của mình nữa. Hai son. Nhắc cái gì có vì đường bột hay không anh? Ok, hai Phương Thảo thì mình clip mình gấp gấp cái gì cho nên nó bóng dài quá mình mới gấp gấp như vậy, mình sợ đùng bột cho nên mình mới gấp như vậy á. Còn bóng ngắn thì mình lắc cái hồ lắc trước khi clip mình lắc cái hũ bột cho nó xốp đi á, thì bột nó xốp thì mình clip thì mình nó không có bị đùng bột đúng không em? Tại vì cái này mình bóng dài quá thì mình clip từ từ nó nhấp lên thì cho nó không có bị đùng bột như vậy thôi. Hello. Cảm ơn em nhé. Ok. Giờ mình cứ rửa. Không, nhỏ kia đó kìa. Trước khi đếm với các bạn nên bỏ cái hộp xuống như này, dỡ cái hộp lên cho cái bột nó xốp đi. Thì mình đếm nó không sẽ không bao giờ bị đụng bột hết trơn á. Mình lấy rửa đều lại đã ha. Xong chút nữa con này chị gắn lại cái hộp sò. Không, cứ để nó đi cơ, sẵn sàng mình thật vô lên mình. Không, mình chỉ làm cái chân được không? Không, cứ từ từ. Cái gì đó nghe mà kìa, da nghe ta da bị được rồi. Thì cái cách này nãy giờ về vừa đĩa mà vừa gắt như vậy thì thấy nó cũng nhanh đó các bạn. Bây giờ mình làm mình vừa tám nữa cũng không có bao nhiêu phút hết trời. Mình quay cũng xong cái bộ neo rồi. Phương ơi, nó hỏi gì vậy Phương? Còn không có còn có phần tóc cút thì một hồi mình chia sẻ thêm cho các bạn. Dài như nhiều mà mình cũng bỏ tóc cút cũng không có bị vấn đề gì hết, nó cũng vẫn bóng như thường nhé. Ok, rồi bắt đầu cái chạy nó đi. Cái này mình khi mình dip đều móng rồi đó các bạn, rồi mình chạy cái silicone sao thôi. Đó là lý do tại sao mà mình không có cần chạy máy nhiều, tại mình khi mình biết á, mình biết cho kỹ rồi cái mình chạy sơ thôi cũng được. Cái này thì mình làm cho cái salon sao thôi, khách hàng như thường lệ thôi thì không còn gì quá nên nó rất là nhanh cái bộ móng. Thì các bạn chạy những cái chỗ nào mà cần thiết cho mình cần chạy thôi, còn chỗ nào không thấy nó đẹp rồi mình không có cần chạy nữa, cho nó nhanh bộ móng thôi. Giống cái chỗ này nó u thì mình chạy cái chỗ này thôi.
Rồi gà. Thì làm cái một bộ móng này nếu như các bạn nắm được cái kỹ thuật tiếp thì làm rất là nhanh trong tiệm luôn á. Bây giờ thấy mình chạy thoải mái không? Cái chạy vô tư luôn, không có sợ mất màu, không có sợ gì hết á. Rất là nhanh. Tại vì mình còn bóp thòi cho nó láng nữa. Vì ăn thua ở trên nó kêu còn nó đẹp là thì ra bụng bún đẹp rồi. Không cần phải cầu kỳ chạy đúng con ben. Đó, bếp dày quá thì mình càng chạy càng nhiều nó càng mệt. Khi mà mất thời gian thì nó không làm gì hết. Cho thời gian các bạn nhé. Thì mọi người nghĩ bộ tay này mình làm trong tiệm thì khoảng bao nhiêu tiền một người nghĩ đoán thử coi. Mình lấy bao nhiêu tiền bộ tay này cho nó vừa. Mình cố gắng làm theo nhiều cái video, những cái basic bếp cho chia sẻ thêm với các anh chị mới tập làm bếp chưa chuẩn hay là bị nhiều vấn đề thì cứ comment ở dưới và mình sẽ viết mấy cái video căn bản, bếp căn bản hay là những cái mẫu đơn giản dễ làm thực tế với trong một tiệm nail. Rồi mình sẽ chia sẻ hướng dẫn thêm cho mọi người làm. Ok, chuẩn bị là xong rồi đúng không? Đây, bây giờ mình bóp vào đã thôi. Bình thường thôi, mình bếp cái cục, mình bóp cái cục bóp vào, mình bóp mặt nhám trước nhé. Nhám mình bóp, nhấp xuống như vậy. Rồi mình bếp mặt nhám xong mình trở lại mình bếp thêm cái mặt mình đó là để nó đủ mịn cho cái tay mình quét cái thấp khúc lên nó là ok rồi. Thực tế không màu mè nữa, không thâu kỳ, dễ làm. Nếu hồi hai mình nha, chia sẻ thêm cái cách gắn hộp thêm chút xíu cho các bạn mà dùng sản phẩm của bột bếp luôn nhé. Mình xài cái nước số 4 này, nó dính ghê lắm. Vừa đơn giản mà vừa nhanh mà lại vừa giữ được lâu nữa. Mình trở lại mình bếp thêm cái mặt láng nữa nha. Trước khi các bạn bóp vào xong rồi cho khách rửa tay mình nha, nhớ lấy cái sếp lại nha các bạn. Khi mình làm á, mình bóp bột hay là mình bóp vào thì cái dũa nó hơi bị mất đi tí xíu á. Rồi trước khi khách rửa tay mình rửa lại để lấy cái sếp chuẩn lại cho khách đi rửa tay thì nó được đẹp hơn. Thì cái này bên mình lấy giờ biết cái phần này nguyên bộ này chắc nghĩ các bạn bao nhiêu phút đâu, 40 phút là cùng, mà vừa biết vừa tám. Nếu như mà làm như thường ngày thì mình biết có khoảng nửa tiếng là xong ngay. Thì cái bộ tay này nếu gắn với dài hộp với
Deep Bombay kiểu này màu nọ thì bên mình lấy 80 đồng trong vòng từ 35 đến 40 phút, rất là nhanh. Mà lại khách hàng họ còn thích nữa, họ thấy ngay họ có cái gì đó nó không giống như cái bộ nail bình thường. Thứ hai nữa là cái bột nail nó nhẹ nữa, nó làm thoải mái tay khách. Ok, như thường lệ xong rồi thì mình cho khách thì rửa tay nhé. Cái này mình làm luôn, bây giờ mình phủi bụi đi, và mình phủi bụi ra. Ok, phủi bụi xong bắt đầu thấy thường thường thì bây mình cho khách rửa tay trước, xong mới lại cái mình mới quét cái bóng, bóng là đây con này cổ muốn gắn thêm ba dài hộp thì mình xài luôn cái okay. Nước số 4 nhé. Chia sẻ thêm cái cách gắn hộp sò mà nó không có bị sút nữa, mà không có phải cần nhiều cái này cái nọ hay là cái kia, chỉ cần cái số 4 này thôi là đủ rồi. Ok, trước khi gắn bỏ nước bóng thì các bạn nên bỏ hộp sò trước nhé. Rồi bắt đầu cái mình muốn gắn chỗ nào thì mình bỏ lên chỗ đó trước. Rồi xong. Rồi xong mình cũng bỏ lên đi. Gắn hộp sò bằng chai số 4 nha mấy bạn. Mình đừng lấy chai số 2 nhé. Số 2 thì nó bị ố hộp sò đó. Nhưng mà số 4 đó thì nó không có bị ố. Giữ được lâu hơn. Ok. Mà là chắc nữa. Sao các bạn gắn tới đâu các bạn viết tới đó chút xíu vậy đó. Ok, tại vì chai số 4 này á, khi mà các bạn quét nó không có khô liền đâu, cho nên nhiều khi mình có cái thời gian mình sửa cái hộp sòn mình lại được nữa. Đó. Mình mua cái hộp sòn mình được, còn chai số 2 thì nó bị khô liền. Thì nó mình không có mua hộp sòn được. Khi mình gắn cái xong cái hộp á thì mình bỏ cái số 3, bỏ số 3 lên. Rồi thì nó số 3 nó làm khô cứng đúng không? Rồi sau đó mình bỏ cái số 4 luôn thì nó vừa bóng mà nó vừa tiện nữa. Thì các bạn nên gắn theo dõi cái video này nhé. Cái này mình muốn làm một cái cô khách hàng này đơn giản thôi, không gì cầu kỳ hết. Cái thực tế nhất ở trong cái tiệm nail mà mình làm lấy tiền mỗi ngày thôi, không có gì dữ tợn hết, không có gì đó là khó làm hết. Rồi sao nhớ dùng số 4 nha mấy bạn, dùng số 4 thì nó không có bị ố hộp. Thế nãy giờ mấy bạn thấy mình làm không có bị ố hộp đúng không, mà nó có đủ cái thời gian để cho mình bỏ những cái hộp lên nữa, tại vì nước số 4 nó không có khô liền, nước số 2 nó mới khô liền, còn nước số 4 nó không có khô liền. Rồi như đơn giản một kiểu đúng không? Rồi qua gắn bên này mình gắn cho xong cái hộp sòn đi. Rồi mình đã bỏ cái activator nhé. Đừng có bỏ trước bỏ sau, nhiều khi nó không có đủ thời gian cái số 4 nó không có khô giống như mình muốn. Tại mình chờ lâu quá rồi. Rồi bỏ
You got a light? Right. You got a light on? Nói theo các bạn thấy không, khi bỏ lên nó đâu khô liền là mình còn giống dít được rồi, thấy không? Bây giờ nó chưa có nghe thì mình mua nó đi. Trước khi bỏ gác từ vay nhé, đừng có bỏ gác từ vay vừa làm mà vừa bỏ gác từ vay liền á, nhiều khi nó bị mua đi mình sửa lại không có được. Xong hỏi mình là nó bỏ gác cái từ vay đó. Nhớ là gia số 4 nha mấy bạn. Gia số 4 thì không có bị làm một ố hột nhé. Đừng bỏ số 2, đừng có lấy số 2 làm. Mà cái này nó còn dính, trời ơi, nó dính 2 tuần trở lại mới dính. Mình lấy kìa mình cạy nó ra đúng á. Mấy khi mỗi khi mà bên mình làm số đó thì bên hãng bộ phía của mình đâu có xài đèn gì đâu, cho nên đó, khi mà làm sao mình lấy một sòn mình gắn lên được không, cho nên mình phải dùng cái bay treo này nè, đối cái number 4 này mình bỏ lên luôn đó. Rồi xong, cái như là một cái này sai. Rồi bây giờ tới phần mình bỏ cái activator này. Ok, okay. À, lúc này xong rồi, mấy bạn bỏ cái activator nha. Điều bỏ điều móng thôi, không cần nhiều lắm nhé. Rồi bây giờ mình bỏ điều lên, đừng có phủ lên móng rồi bỏ mất 2 bên học này thôi. Đó. Bỏ hết lên 10 gói nhé, không cần nhiều quá, cũng vừa ướt móng thôi là ok rồi. Đó, bữa nãy là các bạn hỏi là mình có bỏ từ vay liền không thì không nhé, khi mình làm xong rồi bắt đầu mình bỏ từ vay liền một thôi. Ok, xong rồi mấy bạn nha, lấy một tờ giấy nhé. Rồi. Các bạn lao lại 10 móng giùm mà nhá. Lúc này thì hột sòn nó khô rồi, mình cứ lao thoải mái thì nó không xúc nó đâu, nó chắc lắm. Đấy. Cái chùi dừa tay mình thôi, cũng gần nhẹ tay mà cũng gần nặng tay, mình dừa cái đang mình chùi thôi. Rồi mình bỏ cái nước tóc số 4 lên thôi. Rồi mình coi cái ngón này trở lại coi nó còn bụi không, trước khi mình bỏ số 4 nha. Để thôi nó dính xong cái móng tay rồi nước số 4 nó còn cộm lên thì nó không như ý muốn mình lắm. Rồi thì các bạn bỏ số 4 là những cái bình thường thôi, bây giờ nó cũng không có phải cầu kỳ gì lắm, thì mình các bạn lấy dừa thôi, các bạn quét từ từ lên kéo xuống rồi kéo qua, rồi bạn trở lại chút xíu nha. Lý do tại sao quay mình làm vậy thì bây giờ cái số 3 nó có hơi mạnh tí xíu, cho nên là mình muốn cái nước số 4 mà nó bóng như ý muốn của mình á, thì mình chịu khó mình quét qua rồi mình quét lại chút xíu, nhưng mà đừng quét nhiều quá. Hồi trước á thì mình quét qua thôi, không quét lại đúng không? Thì bây giờ thì cái số 3 thì mình nó hơi mạnh chút xíu, nó thì mình làm quét qua quét lại chút xíu để cho có thêm một lớp nữa thì nó cho nó độ bóng thì nó cao hơn đúng không? Thì các bạn quét nhấp đều tay nhé, quét qua quét lại, thì quét nhiều lần quá thì nó không có được láng thì nó bị sụp sập. Rồi các bạn xuống đi. Anh Mỹ ơi, rồi, đang cố gắng quét đều tay. Rồi, bắt đầu tay thứ hai. Tay thứ hai các bạn cứ quét như vậy thôi. Trở lại nhé, đi qua, rồi xong. Đó.
cứ quét nhé các bạn, qua lại thì mình có được cái hang cho một, giống như mình quét một lần mà nó đi ra được hai hoặc hai ba lớp đó. Cho nên thì nó được bỏng hơn, nhưng mà cố gắng đừng có quét nhiều quá thì nó hơi sập, nó không được bỏng như mình muốn nhé. Ok, còn cái nước thì mượn cái nước số lần thứ hai nhé, thì các bạn thấy hơi khá chút, lần này các bạn quét cho đều nhé, đều móng luôn. Các bắt đầu móng lại này, lần thứ hai này các bạn nhớ quét làm sao cho nó phủ luôn cái nail nhé, cho nó đẹp, nó lãng hơn, nó đều tay hơn. Trình chế cái phương pháp này thì với mình recommend chừng 1 phút mà. Thì cái nước số 4 nó khô ngay luôn. Có nhầm mà có nhiều bữa mà nhiều khi khách nó vô nó làm bột á các bạn. Mình không có lấy cái gel thóp mình quét, mà mình lấy cái nước số 4 này mình quét luôn cho nó bóng, không cần đèn. Tại vì nó cũng khá là bóng cái tay người ta, nhưng mà khách trở lại nó cũng không giống như treo mà nó dễ chóc, mà nó bóng như ý mình muốn đó. Cho nên bây mình xài cái nước số 4 này luôn để cho đỡ tốn điện tí xíu. Để mình coi một chừng hơn một phút là nó cái nước thóp nó khô cho đều nhé. Bây giờ đợi chút xíu thì cái nước số 4 nó khô. Mọi người thấy sao cho ý kiến nhé. Thì đợi một chút xíu thì cho nó khô thì mình cho mọi người coi cái nước thóp nó không đẹp như thế nào. Cứ để nó tự nhiên như nha mọi người, đừng có cho khách nó sấy cái tay hay là đừng có quạt gì hết trơn, không cần quạt không thì sấy gì hết trơn á, để tự nhiên vậy đó. Một hồi thì mình có khoảng hơn một phút thì mình gỡ thì nó khô rồi, cho nó bảo đảm hơn. Đây cái móng này nó hơi dài, không phải là cái móng ngắn. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ khô để mình coi nhé. Bây giờ nó tạm cũng gần khô rồi. Bây giờ mình bỏ cái dầu nó khô, mình bỏ cái dầu thôi. Xong mình sẽ cắt đi thôi. Mình muốn chắc ăn mình bỏ để cho khách hơn một phút chút xíu nha, nhưng mà cho các anh chị mà chưa có quen lắm á, để cho khách ngồi hơn 1 phút 2 phút cho nó chắc ăn. Còn người nào mà làm quen rồi thì họ chỉ cần khi tới đi sát cho nó 1 phút là nó khô rồi. Rồi nhớ bỏ dầu lên nha. Thì nãy giờ còn bao nhiêu phút rồi? Để cái loại này bây giờ chừng 40 phút. Còn lại giờ nó xong cái bộ móng mà vừa làm vừa tám nữa. Nó chị khô rồi đó thấy không? Giờ móng nó khô rồi nè. Chị coi giùm bóng không, lên tiếng giùm nhé. Coi giùm nhé. Cho mình biết là bóng hay không mọi người.
con hết này. Là mình hoàn thành một móng rồi đó, giờ nó khô hết trơn á, thì các bạn cho mình biết coi có bóng hay là không bóng, nhanh khô là không nhanh khô, thì cũng các bạn cũng nhìn thấy nãy giờ đó là vậy, mình làm như thế nào, thì nó từ quay như thế nào, bỏ thoát như thế nào thì cái tay nó bận được như thế này, bạn cho mình biết nhá. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi video nha, đây mình sẽ làm cái video kế tiếp, nếu các bạn có thắc mắc gì cứ comment vô cái like stream này. Ok, cảm ơn mọi người watching nha, bye các bạn.